nhằm thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình đối với Việt Nam. Những năm qua, các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền xuyên tạc nhằm xóa bỏ nền tảng lý luận trong đời sống tinh thần của xã hội Việt Nam. Đặc biệt, chúng triệt để xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, bồi lem thân thế sự nghiệp của người, hòng đưa tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi nền tảng lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo Quân đội Nhân dân trân trọng giới thiệu tới các đồng chí và các bạn bài cảnh giác với những phương thức, thủ đoạn xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh của tác giả Đức Quỳnh trong chuyên mục làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình các thế lực thù địch tìm cách đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin. Chúng coi Hồ Chí Minh chỉ là người theo chủ nghĩa dân tộc chứ không phải là người cộng sản. Chúng cho rằng việc Hồ Chí Minh vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam là sai lầm, là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của đất nước. Chúng dựng chuyện phi thực tế về thân thế, đời tư của Hồ Chí Minh, hòng bôi nhỏ lãnh tụ, triệt để lợi dụng khoét sâu những thiếu sót trong thực hiện quan điểm của Đảng, pháp luật của nhà nước những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên và các vụ việc tiêu cực tham nhũng xảy ra để xuyên tạc rằng chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời, không còn phù hợp với xu thế của thời đại. Với những thủ đoạn đó, chúng hy vọng một bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân dao động hoài nghi về vai trò lãnh đạo của đảng, về thành tiệu đổi mới của đất nước, về mục tiêu con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam từ đó lôi kéo, kích động nhân dân vào các hoạt động biểu tình gây mất ổn định chính trị, xã hội. Nhằm tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, các thế lực thù địch giáo diết sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn, trong đó tập trung vào một số phương thức hoạt động cơ bản như thông qua Internet, mạng xã hội để tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh. Các tổ chức phản động lưu vong như Việt Tân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đã lập hơn 400 trang web, blog, hàng chục tạp chí, báo, nhà xuất bản, hơn 60 đài phát thanh có chương trình tiếng Việt như VPR, VOA, RFI lập ra các diễn đàn để tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng cũng tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, diễn đàn quốc tế xuyên tạc tư tưởng và thân thế đời tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, triệt để tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo ở các nước có đông đảo bà con Việt kiều đang sinh sống làm việc như Australia, Mỹ, Canada rồi gửi thư ngỏ, tài liệu truyền bá tư tưởng phản động xuyên tạc chủ nghĩa Mạc Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và các cơ quan chức năng trong nước, đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, thông qua tiếp xúc gặp gỡ các đoàn gia nước ngoài làm việc tham quan. Qua đó, chúng ra sức rêu rao rằng tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời, lạc hậu, đề nghị Đảng, Nhà nước Việt Nam cần thay đổi bằng hệ tư tưởng mới. Cùng những việc làm trên, chúng tìm cách tác động các chính khách cực đoan trong Quốc hội Mỹ và các nước phương Tây gắn vấn đề viện trợ hợp tác kinh tế với điều kiện thay đổi cải cách chính trị, pháp luật theo kiểu phương Tây. Trong đó có thay đổi chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh bằng hệ tư tưởng dân chủ tư sản, đồng thời tìm cách móc nối mua chuộc cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất trong đảng, nhà nước, viết bài, tung tin tuyên truyền, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, kích động tâm lý hoài nghi của cán bộ đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng từ bên trong xã hội. Cần khẳng định rằng tư tưởng Hồ Chí Minh là một khoa học bao gồm hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam là kết quả sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam là sự kết tình tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Một tư tưởng, hệ tư tưởng được đánh giá là cách mạng, khoa học khi và chỉ khi xuất phát và phản ánh đúng thực tiễn, soi đường cho hoạt động thực tiễn, thúc đẩy thực tiễn phát triển. Điều này luôn đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh. Với thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mạc Lênin và với một trí tuệ sắc sảo, khả năng tư duy độc lập sáng tạo, Hồ Chí Minh đã tiếp thu tinh hoa của dân tộc và của nhân loại để hình thành nên hệ thống tư tưởng của mình. Tư tưởng đó là sự thống nhất, quan hệ biện chứng với chủ nghĩa Mạc Lênin, không chỉ giải quyết vấn đề lý luận mà cao hơn là tư duy hành động, giải quyết những vấn đề thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Cùng với chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành ngọn đuốc soi đường đưa cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều đó chứng minh rằng tư tưởng Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào phong trào cách mạng Việt Nam phù hợp với quy luật phát triển của thời đại để kiến tạo nên một thời đại mới cho dân tộc Việt Nam là thời đại Hồ Chí Minh là một mốc son sáng ngời trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đó là một chân lý không ai có thể phủ nhận được. Hồ Chí Minh, người là biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết quốc tế, đấu tranh không biết mỏi mệt cho hòa bình và tiến bộ của nhân loại là hiện thân của chủ nghĩa nhân văn cao cả, đã cống hiến cả cuộc đời mình để đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, mang lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân. Với những cống hiến vĩ đại cho dân tộc và cho nhân loại, với tấm gương đạo đức sáng ngời, người đã được cả dân tộc Việt Nam, cộng đồng quốc tế và nhân dân tiến bộ trên thế giới tôn vinh, ngưỡng vọng. Chính vì lẽ đó, những luận điệu xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, bồi lèm xuyên tạc thân thế sự nghiệp của người chỉ là những luận điệu phi lịch sử, phản khoa học, cũ dích, vô giá trị mà thôi. Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, thời gian qua, công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả quan trọng. Đặc biệt, các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác quản lý an ninh thông tin mạng, triển khai biện pháp phát hiện, đấu tranh với các đối tượng tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, bắt giữ, xử lý nghiêm minh nhiều đối tượng vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên truyền và đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh còn tồn tại những hạn chế nhất định, như sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành trong tuyên truyền và đấu tranh phản bác còn hạn chế, chưa phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác này. Công tác phòng ngừa, đấu tranh chưa gắn kết, phối hợp nhịp nhàng, có lúc có nơi còn mang tính hình thức thụ động. Nhận thức của một bộ phận cán bộ đảng viên về tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, đấu tranh chống hoạt động tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh và thân thế sự nghiệp của người còn hạn chế. Những năm tới, các thế lực thù địch vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh và thân thế sự nghiệp của người, hòng phủ nhận hệ tư tưởng lý luận của Đảng ta và toàn xã hội thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ ta. Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống hoạt động này, cần tập trung vào một số công tác trọng tâm như sau. Một là công tác phòng ngừa, đấu tranh chống hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh và thân thế sự nghiệp của người luôn phải được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai công tác này một cách thực chất, thường xuyên liên tục với quyết tâm chính trị lớn, có sức thuyết phục cao, sức lan tỏa sâu rộng. Đặc biệt, cần huy động được rộng rãi trí tuệ, tâm huyết của các nhân sĩ, trí thức và nhân dân tiến bộ trên thế giới tham gia công tác phòng ngừa đấu tranh. Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối nội và đối ngoại nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài nước về bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh bằng minh chứng cụ thể từ những thắng lợi trong lịch sử dân tộc và trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng, âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm chống phá Việt Nam, để từ đó thúc đẩy mọi người tự giác tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh, tiếp tục phát huy thế mạnh của các kênh thông tin, đặc biệt là tăng cường xây dựng các trang web, các blog diễn đàn trên mạng xã hội để đăng tải các tin, bài viết phong phú, đa dạng nhằm tuyên truyền về vị trí, tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước hiện nay. Qua đó, góp phần đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh và thân thế sự nghiệp của người. Ba là tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, khẳng định vị thế vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạch định đường lối xây dựng và phát triển đất nước, làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh có sức sống mãnh liệt trong đời sống, giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần, tư tưởng của xã hội ta qua đó nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho cuộc đấu tranh phê phán quan điểm tư tưởng xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn kết chặt chẽ cuộc đấu tranh bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh với xây dựng chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. 4 là tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông, internet và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực này. Qua đó, chủ động phát hiện những hành vi sai phạm, xu hướng lệch lạc của số phóng viên thoái hóa biến chất, phát hiện các tài liệu, bài viết, truyền tạc tư tưởng Hồ Chí Minh và thân thế sự nghiệp của người để có biện pháp xử lý kịp thời, chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các trang mạng độc hại, các blog đen thường đăng tải các tin bài, phim có nội dung xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh. Năm là tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, làm cho các tầng lớp nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc, không ngừng nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế, nhằm khẳng định sự thắng lợi của xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đó là minh chứng sinh động nhất nhằm bảo vệ vị thế, vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh trong nền tảng tư tưởng của Đảng ta, đập tan luận điệu xuyên tạc chống phá tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch.